Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, từ khi thành lập năm 2017 đến nay, Quỹ đền ơn Đáp nghĩa và An sinh xã hội tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong việc động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo. Từ năm 2017 đến nay, Ban vận động Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa và An sinh xã hội các cấp đã vận động ủng hộ quỹ cấp tỉnh là trên 52 tỷ đồng, cấp huyện là trên 29,3 tỷ đồng, cấp xã là hơn 39,5 tỷ đồng. Quỹ 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã sử dụng trên 67 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội tại các địa phương đơn vị. Trong đó tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp học sinh nghèo vượt khó. Từ nguồn quỹ này đã giúp cho hàng nghìn hộ gia đình chính sách, người nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định. Hội cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại với 200 cán bộ, hội cựu chiến binh các cấp huyện Gia Viễn. Tại buổi đối thoại đã có nhiều ý kiến phát biểu xoay quanh các vấn đề về hoạt động của hội cựu chiến binh, công tác tổ chức kiện toàn cán bộ hội khi thực hiện thông báo số 911 ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cựu chiến binh quy định tại Nghị định 150-157 của Chính phủ, chế độ chính sách của nhà nước với thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, giải quyết tồn đọng theo quyết định 142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đề xuất về hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nhưng chưa được hưởng chế độ theo quyết định 62. Đại diện Hội cựu chiến binh tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện đã tiếp thu trả lời làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến khác được tiếp thu tổng hợp đề xuất chỉnh sửa để giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Cây ngô là một trong những cây trồng chính trong vụ đông, vừa dễ làm lại mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Để nâng cao năng suất, chất lượng cây ngô đông, bà con nông dân đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật, trong đó đẩy nhanh tiến độ gieo cấy để đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất. So với cây trồng vụ đông, cây ngô được đánh giá là cây có hiệu quả kinh tế cao, đầu ra sản phẩm khá ổn định. Tuy nhiên, thời vụ cây trồng này khá khắt khe, vì ngô ưa ấm, nếu được trồng sớm, cây ngô có năng suất và hiệu quả cao. Thì đối với những cây ưa ấm thì chúng ta nên tranh thủ thời vụ và phải trồng càng sớm càng tốt, vì nó tranh thủ được cái nhiệt độ cao ở đầu vụ, và khi mà nó ra hoa kết hạt thì nó tránh được cái điều kiện nhiệt độ thấp. Khi mà ví dụ như cây ngô thì chỗ ngoài 20 tháng 11 thì khi đó nhiệt độ thấp thì ngô sẽ kết hạt rất là, tỷ lệ kết hạt rất là thấp nên là hiệu quả nó không cao. Sáng thu hoạch lúa, chiều trồng ngô luôn là giải pháp để bà con áp dụng trên đất hai lúa để cây ngô được sinh trưởng và phát triển đều trong điều kiện tốt nhất. Cây ngô nhiều năm thì chúng tôi thấy là lòng là rất là có hiệu quả. Cho nên là cứ hàng năm là về cái vụ này là bà con chúng tôi là cứ phải trồng cái ngô này để nó năng suất cao, để lấy cái thu hoạch, để lấy cái chăn nuôi. Cho nên đặt xong cây lúa là chúng tôi đặt cái cây ngô luôn, là không để cho đất nghỉ, nên là để cho nó kịp thời vụ. Trồng sớm để thu hoạch sớm cho khỏi gió bão vì rét mướt mà mất năng suất. Để có quỹ đất trồng ngô đông thì trước đó bà con nông dân đã bố trí cơ cấu giống lúa, trà lúa để thu hoạch sớm, giải phóng đất làm vụ đông. Trong thời gian chờ thu hoạch lúa trước một tuần, bà con tiến hành bô ngô. Khi cây ngô đưa xuống trồng thì bén rễ hồi xanh ngay, rút ngắn thời gian sinh trưởng. Tranh thủ là nói chung là bà con là tập trung vào sáng sớm và dập tối là phần lớn. Trồng cây ngô là phải bón lót, xong là bón vân lân đạm vùi. Nhưng mà bây giờ là mình hơn là mình chỉ có việc bón đạm bón lân, còn là đi đến nữa là đi xe rùa chở phân đi dọc theo luống của rãnh ngô, bỏ từng cây một xong là vun vào. Đấy là tranh thủ là cái nó kịp thời vụ. Hiện nay bà con đang khẩn trương thu hoạch cây màu và lúa mùa sớm, giải phóng đất làm vụ đông. Toàn tỉnh phấn đấu trồng được trên 8.000 ha cây đông, trong đó có trên 1.000 ha cây ngô đông. Phong trào thi đua, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của ngành giáo dục được triển khai rộng khắp trong các nhà trường, đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới các hoạt động của đội ngũ nhà giáo.
Hiện nay, tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn của ngành giáo dục Ninh Bình ngày càng cao với 3 tiến sĩ, 528 thạc sĩ, 100% giáo viên đạt chuẩn và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý. Đây là kết quả tích cực từ thực hiện phong trào thi đua, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Cái tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ giáo viên là rất quan trọng. Bởi vì một khi cái nhận thức, cái ý thức, cái sự cố gắng của thầy cô trong cái việc tự học, tự bồi dưỡng thì mới nâng cao được cái chất lượng, cái nghiệp vụ chuyên môn của chính mình, đáp ứng được cái yêu cầu dạy học hiện tại và tương lai. Trong 5 năm qua, toàn ngành có gần 30.400 sáng kiến, trong đó có 157 sáng kiến được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh công nhận và được áp dụng, mang lại nhiều kết quả tích cực trong mỗi nhà trường, nhất là việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm 2015 thì tôi có làm một cái sáng kiến về hệ thống kiến thức và bài tập về sự khúc xạ ánh sáng trong môi trường chất thay đổi. Thì lý do là những sáng kiến này thực ra chính là những cái chuyên đề mà mình viết ra để mình dạy học sinh của mình. Thì những cái nội dung này nói chung là những sách tham khảo nó chưa nhiều. Thế thì người thầy sẽ nghiên cứu và tập hợp lại để thành một chuyên đề làm sao cho học sinh có thể là tự đọc tham khảo. Thành quả trong việc tu dưỡng đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi thầy cô giáo đã góp phần vào sự phát triển vững chắc của giáo dục Ninh Bình. Chất lượng phổ cập giáo dục tiếp tục nâng lên và hiện đứng thứ 3 cả nước. Điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia liên tục xếp trong top 3, nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Nhà trường thì luôn luôn quan tâm đến cái việc mà tạo điều kiện để cho thầy cô giáo thi đua dạy tốt học tốt, phát huy cái năng lực để giành thành tích cao trong công tác. Thì nhà trường luôn tạo điều kiện để các thầy cô có nhiều thời gian, dành nhiều thời gian cho cái việc soạn giảng, bồi dưỡng học sinh giỏi và vận dụng các cái hình thức khen thưởng của tỉnh, các chính sách, các chế độ của tỉnh đối với giáo viên trường chuyên để tạo điều kiện về vật chất và cả tinh thần để các thầy cô yên tâm cống hiến cho cái sự nghiệp của nhà trường. Chúng tôi đã làm tốt các tuyên truyền tới mọi cán bộ, giáo nhân viên, học sinh về công tác thi đua khen thưởng để mọi người trong nhà trường hiểu rõ cái mục đích, ý nghĩa. Những kết quả trên là tiền đề để ngành giáo dục tiếp tục thực hiện phong trào gắn với các nội dung thi đua, cuộc vận động khác trong nhà trường để từ đó phát hiện, biểu dương những đơn vị, cá nhân điển hình và nhân rộng nhằm xây dựng hình ảnh cao đẹp của mỗi thầy cô trong sự nghiệp chồng người. Từ khi triển khai thực hiện quyết định số 89 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, phong trào xây dựng xã hội học tập ở Ninh Bình nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân với nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, thiết thực. Với mục tiêu tạo ra môi trường học tập an toàn, thân thiện, các địa phương, nhà trường đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, tu bổ, sửa chữa, trường lớp, mua sắm thêm thiết bị, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho dạy và học. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, số trường học đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố trong toàn tỉnh đạt gần 88%. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến cái sự nghiệp giáo dục. Có những Tây Nam chúng tôi đầu tư tới hơn 4 tỷ. Tập trung cho cơ sở vật chất, xây dựng các cái khuôn viên, nhà, phòng chức năng để phục vụ tốt cho các cháu và đặc biệt cho đội ngũ giáo viên. Các thầy cô thì đã cố gắng trau dồi chuyên môn của mình để có thể ứng dụng công nghệ thông tin như là máy chiếu để có thể giúp các em có những bài học, bài giảng hay, những bài giảng sinh động, phong phú để chúng em tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn và có hiệu quả hơn ạ. Với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, cùng với ý thức tự học, tự rèn của mỗi người, các cơ quan đơn vị đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này được tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, góp phần nâng cao kiến thức. Những cán bộ, công chức, viên chức mà đăng ký tham gia các lớp đào tạo, lớp bồi dưỡng luôn được lãnh đạo các cơ quan đơn vị quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, hoàn thành tốt các khóa học, khóa đào tạo. Ngoài ra thì còn được hỗ trợ một cái phần kinh phí đào tạo bồi dưỡng theo quy định của tỉnh cũng như của huyện.
Với những người nông dân tham gia các lớp tập huấn kiến thức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật như thế này là những kiến thức thiết thực và bổ ích, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn để tăng năng suất lao động, tạo ra của cải vật chất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi là xây dựng kế hoạch chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với sinh hoạt chi hội, phối hợp cùng với phòng nông nghiệp, trung tâm thủy sản tỉnh để tổ chức trung bình mỗi một năm là từ 180 đến 200 lớp cho nông dân tiếp thu những cái ứng dụng công nghệ mới về kỹ thuật thâm canh lúa rồi nuôi trồng thủy sản. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, việc học tập của mỗi công dân ngày càng thuận lợi hơn, có thể học trên mạng Internet, học từ xa. Tất cả đều do mỗi người lựa chọn, đảm bảo phù hợp với bản thân và mang lại hiệu quả trong học tập, công tác, lao động. Tuy rằng tôi năm nay là 65 tuổi, thế nhưng mà tôi cũng là người mà phải thường xuyên cập nhật các cái kiến thức mới. Vì trong cái bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay và cái xây dựng một cái xã hội học tập, đây là phải toàn dân ở tại xã. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền về cái học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về học tập suốt đời. Mỗi người chúng ta dù làm công việc gì cũng cần thường xuyên học tập suốt đời để bản thân ngày càng hoàn thiện và phát triển, để góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản quy định chặt chẽ việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo, xử lý nghiêm các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp ép buộc học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các khâu liên quan khuyến khích giữ gìn, sử dụng lại sách giáo khoa để tiết kiệm cho xã hội, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển học liệu điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối, tạo kênh phân phối để sách giáo khoa đến tận tay học sinh nhằm đảm bảo không thiếu sách giáo khoa, tiết kiệm và chống sách lậu. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Khánh vừa tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Ninh về việc chuyển trường tiểu học Kim Đồng sang cơ sở mới. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Ninh đã trình bày lý do sự cần thiết của việc chuyển địa điểm trường. Theo đó, trường tiểu học Kim Đồng đã được xây dựng cách đây hơn nửa thế kỷ, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2020-2021, trong khi chưa có nguồn kinh phí để xây dựng trường mới, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tạm chuyển trường tiểu học Kim Đồng về trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn cũ tại phố 5 thị trấn Yên Ninh. Đến ngày 27 tháng 8, cơ sở vật chất trường tiểu học Kim Đồng đã được di chuyển toàn bộ về trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn cũ. Tuy nhiên, những ngày qua, một bộ phận người dân đã không cho con đi dự lễ khai giảng năm học mới và không tham gia những buổi học đầu tiên. Tại buổi đối thoại, đại diện các bậc phụ huynh đưa ra một số kiến nghị về việc xuống cấp của trường tiểu học Kim Đồng, đầu tư kinh phí để sửa chữa lại trường và thời gian tạm chuyển trường về trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn cũ. Đại diện các phòng chức năng của huyện đã thẳng thắn trả lời từng vấn đề còn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các bậc phụ huynh. Lãnh đạo huyện Yên Khánh cũng khẳng định việc chuyển trường tiểu học Kim Đồng sang vị trí mới chỉ là phương án tạm thời, là giải pháp tình thế tốt nhất hiện nay. Về lâu dài, huyện cũng đã quy hoạch diện tích đất dành cho các cơ sở giáo dục tập trung, trong đó có trường tiểu học Kim Đồng tại khu trung tâm thị trấn, đảm bảo quy mô, diện tích và quy hoạch phát triển ngành cũng như địa phương. Việc giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông được Kim Sơn xác định là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho những chủ nhân tương lai của đất nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên địa bàn huyện Kim Sơn có 4 trường trung học phổ thông với gần 4.500 học sinh. Vì vậy, công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho đối tượng này được Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh của huyện quan tâm chỉ đạo, phối hợp đẩy mạnh. Trong đó, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên được coi là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả giáo dục. Đến nay, đội ngũ giáo viên bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh tại các trường trung học phổ thông cơ bản đủ về số lượng, từng bước đảm bảo chất lượng. Đấy thì hàng năm ấy thì các thầy cô trong tổ nhóm bộ môn giáo dục quốc phòng thì đã xây dựng cái kế hoạch bộ môn để cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của nhà trường, trên cơ sở là dựa vào các cái nội dung chương trình số tiết dạy mà bộ đã quyết định. Đấy thì về cái đội ngũ giáo viên của nhà trường đảm bảo đầy đủ về công tác giảng dạy. Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh, các nhà trường đã đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp theo hướng tăng cường tính thực tiễn, ứng dụng. Trong đó tập trung thực hiện tốt khâu soạn thảo giáo án bài giảng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Ngoài học kiến thức trong chương trình đào tạo,
học sinh còn được học bổ trợ một số nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết thêm về Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống của dân tộc và địa phương. Thông qua cái bộ môn này thì em cảm thấy việc luyện tập quốc phòng rất là quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam cũng như là đối với học sinh cá nhân bọn em, giúp chúng bọn em không chỉ hiểu rõ về quốc phòng Việt Nam mà còn biết rõ mình cần phải làm gì và mình có trách nhiệm quan trọng như thế nào đối với đất nước. Số lượng học sinh đông nên việc truyền đạt kiến thức quân sự, quốc phòng, an ninh cho các em vẫn gặp không ít khó khăn, từ cơ sở vật chất, điều kiện thao trường bãi tập. Vì thế, cơ quan quân sự huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với cái vai trò là Hội đồng Giáo dục Quốc phòng của huyện, chúng tôi đã chỉ đạo các cái trường trung học phổ thông trên địa bàn, đặc biệt là cái bộ môn về giáo dục quốc phòng an ninh. Ngoài cái nội dung theo chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục đã quyết định, thì chúng tôi đã phối hợp những nội dung bên ngoài khóa cho các cháu học sinh về rèn luyện. Ví dụ như là tăng cường, hướng dẫn, bồi dưỡng thêm cho các cháu trước khi tham gia các hội thi hội thao. Hoặc là những nội dung mới, những nội dung khó thì chúng tôi phối hợp với các đồng chí giáo viên giáo dục Hoàng Linh để tiến hành bồi dưỡng thêm cho các thầy cô giáo về những cái vũ khí trang bị mới được trang bị hoặc là những cái nội dung về chương trình kiến thức mới. Ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã cấp phát cho các nhà trường các trang thiết bị nhằm bảo đảm cho công tác giảng dạy, giúp học sinh thuần thục các động tác, kỹ thuật quân sự, làm quen với tác phong quân đội, từ đó xây dựng nền nếp trong học tập sinh hoạt có kỷ luật văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.